chào các bạn. Tôi là Kim Trần, giám đốc marketing của công ty cổ phần công nghệ VIOT, đơn vị đã được vinh dự giành được giải thưởng 45.000 đô la Mỹ cho sáng kiến giải pháp đèn LED thông minh trong công nghiệp. Hôm nay tôi muốn chia sẻ một cái giải pháp khác cũng liên quan đến ánh sáng. Đầu tiên, các bạn có biết rằng ở Việt Nam có khoảng 2% dân số, tương đương với khoảng 2 triệu người, đang sinh sống hàng ngày ở những khu vực khó tiếp cận về mặt điện lưới quốc gia, và họ đang gánh chịu một số thiệt thòi nhất định. Thì ở trên thế giới, cách đây khoảng 3 năm, có một cái sáng kiến tên là Little of Light, tức là cái chai ánh sáng. Cái sáng kiến đó xuất phát từ Philippines và đã lan tỏa ra khoảng hơn 30 nước trên thế giới. Và tại Việt Nam, VIOT là cái đơn vị lãnh nhận cái trọng trách làm sao phát triển được cái một cái hệ sinh thái giải pháp ánh sáng bền vững này đến cho đồng bào Việt Nam mình ở vùng sâu vùng xa. Tôi xin phép được giới thiệu cái giải pháp này một cách ngắn gọn như sau. Thì, cấu phần của một cái giải pháp Little of Light thì có một cái bóng đèn LED. Thứ nhất là bóng đèn LED. Thứ hai là một cái chai để chứa đựng cái bóng đèn. Thứ ba là phần pin để cung cấp năng lượng cho đèn. Thứ tư là một cái tấm panel năng lượng mặt trời để cung cấp vào pin. Thứ năm đó là cái trụ đèn. Trụ đèn để bố trí cái đèn nó ở nơi phù hợp nhất. Và với một cái cấu phần như vậy thì đây là một cái giải pháp cung cấp ánh sáng mà không tốn chi phí vận hành. Và điều này, 70% cái phần vật tư của cái đèn thông minh này có thể sử dụng từ những vật tư tái chế tại địa phương và được thực hiện bởi những người dân tại địa phương, và không cần quá nhiều cái hiểu biết về kỹ thuật. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta có thể đưa cái giải pháp này đến với rất nhiều đồng bào của mình ở nhiều nơi trên toàn Việt Nam với chi phí rất thấp. Nhiều người hỏi là VIOT có bán cái này không? Xin thưa, chúng tôi không bán cái này. Chúng tôi là đơn vị cung cấp một cái nền tảng. Đó là một cái nền tảng mở cho phép sự chúng tôi cung cấp sự hướng dẫn cho các cái tình nguyện viên ở địa phương, và các tình nguyện viên ở địa phương sẽ triển khai cái giải pháp thông minh này đến cho những cái khu vực đang gặp nhiều cái hạn chế khó khăn về chuyện điện lưới. Vậy thì với các cấu phần rất đơn giản, ví dụ như vỏ chai nè, thân chai nè, cột đèn nè, dây điện nè, có thể huy động được địa phương nè, thì còn với sự hỗ trợ của các cái đơn vị hoặc các nhà tài trợ về mặt tấm pin năng lượng mặt trời, về mặt pin, về pin chúng ta có thể có cái giải pháp tái chế pin của Powerwell để cung cấp cái bóng đèn này, hoặc chúng ta có thể đấu nối từ tấm pin năng lượng mặt trời thẳng vào Việt Nam. Ở Việt Nam, về năng lực công nghệ chúng ta đã có thể làm được pin mặt trời khá là nhiều. Và ví dụ như những đơn vị như là BK Solar hoặc các đơn vị khác, họ có thể cung cấp những tấm pin phù hợp, có kích cỡ phù hợp để giúp cho việc cung cấp ánh sáng này đến với bà con vùng sâu vùng xa một cách bền vững. Và phạm vi áp dụng của cái đèn này, nó có thể dùng làm đèn học, nó có thể dùng làm đèn soi đường, nó có thể làm đèn để giúp cho việc giao thông, nó có thể dùng làm đèn để cảnh báo cứu hộ cứu nạn. Công tắc này nó sẽ có hai cái phần bo mạch, nếu chúng ta bật lên chúng ta có thể thấy sáng, đó là để chiếu sáng. Khi được lập trình, nó có thể chuyển qua trạng thái là chớp nháy liên tục trong trường hợp cần cứu hộ cứu nạn. Và với cái độ, với cái đèn LED, cái tuổi thọ của cái nguyên cái hệ thống đèn này có thể lên đến 5 năm và chi phí vận hành gần như bằng không. Chúng ta đang may mắn được ở trong một môi trường đô thị, ánh sáng lúc nào cũng có và chi phí khá là hợp lý so với mặt bằng giá điện trên thế giới. Và hình dung chúng ta đang ở trong một vùng hoàn toàn đêm tối, ở
một cái miệt vườn xa xôi ở miền Tây như Đồng Tháp, như Kiên Giang, như Bạc Liêu, thì ánh sáng trong đêm này là một thứ rất quý để giúp cho người dân địa phương có thể tối đa hóa về thời gian của họ, làm được những việc tạo ra giá trị gia tăng, dành thời gian cho việc học, và điều đó đồng nghĩa với việc giảm đi những cái công việc, những cái chưa được tạo nhiều giá trị lắm. Và dự án Little Upline đang kêu gọi sự ủng hộ của nhiều đơn vị,